Mùi câu cá chép. Bài mùi này ta có món thứ nhất là rượu nếp nguyên cả cái thứ ngon ta vẫn ăn được đây này. Thì độ một bát ăn cơm, khoai lang chừng này luộc, bỏ vỏ, đổ một lạng lạc rang thơm tán nhỏ, giã nhỏ, cho tí muối vào như là để ăn xôi ấy. Bột ngô tươi này cũng rang lên, rang thơm, vừa vàng thơm, đừng có cháy. Cả bốn thứ này nghiền lại, nghiền kỹ là dùng ngay được. Xả xuống. Hai câu rất nhạy, cá chép thích nhất cái thứ mà đã lên men như là cái rượu nếp này. Nó vừa lên men nó vừa thơm, cái này thơm lắm. Chào các bạn.